Vào chưa? Vào rồi. Cần một ly nè. Một ly. Vai chưa biết nha. Má lắc quá. Anh vừa di chuyển à? Không. Anh không di chuyển đúng không? Cái nó đây đúng không? Đúng rồi, đi. Chết mẹ. Anh à? Hắn. Anh mặc cái áo sách kìa. Ở anh đang ở trên tầng 1 mà. Đây đâu phải tầng 1 đi mẹ, đây là tầng 2. Đi. Em chết qua tầng 1. Ồ. Có vẻ căng. Hỏi anh vừa di chuyển à, đi có vẻ. Không thì anh đang ngồi yên anh kê đó mà. Mẹ em biết đâu đâu. Anh ngồi sao kê. Anh liền. Để mà đâu đi.